Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc sẽ dẫn tất cả mọi người đi vào cái chỗ bán đồ nội thất của Mỹ. Hãy chị đi. Hãy chị đi. Đi vậy. Baby, can you pull her pants down? Oh, please. Đó, đây nè mọi người. Thì đây là chỗ mà bán những cái nội thất, giống như là những cái ghế salon ngồi nè. Đó, mọi người thấy kiểu mẫu người ta để đẹp ghê không? Đây nè mọi người, đây là một cái bộ salon khác nè. Giá là nhiêu nãy không thấy. À, cái bộ ghế salon này là giá 2.799 đô, là cỡ 60 triệu mọi người. Đây nè, còn đây là giường. Giường này cũng đang sale luôn hả? Không, à không, cái giường này là, giường này là mỗi cái mỗi thứ là giá khác nhau. À, cái bed frame này nè phải không? Đây là bed frame nè phải không? Queen. Cái giường này, cái này thôi nè, là 1.400, sale còn 600 đô, thấy không? Ở đây á, gọi là Art Van Furniture. Đây, đây là một cái giường khác đó. À, mọi người thấy cái này không? Cái này là 3.000 đô luôn, cũng là 60 mấy triệu luôn. Trong đây là đa số là bán ghế ngồi các bạn ơi, với những cái tủ mà để trong phòng ngủ rồi đó. À, vô cái khu outlet nè. Outlet này thì có gọi có nghĩa là đồ giảm giá nhiều hơn luôn các bạn. Đây, đủ kiểu hết. Nhưng mà còn có online nha mọi người. Mọi người có thể lên online để coi. Online còn rất là nhiều nữa. Cái này là chỉ những cái sản phẩm mà có thể để được trong cái chỗ này thôi. Đây này, giống như cái này là một cái tủ đựng đồ luôn nè mọi người. Mà cái giá nè 350 đô, mà giờ sale còn 250 đô, là giờ sale còn khoảng 6 triệu. Đó, trong nè. Đây cũng vậy, ở đây cái này sale ngon hơn nè, sale là 800 đô, sale còn 470 đô. Đó, màu nhìn cổ kiến không? Ồ. À, kéo ra kéo vô ngon lành nè. Cái này kéo ra kéo vô thì hơi khó. Cái này kéo ra kéo vô hơi bị rít. Và cái này kéo ra kéo vô dễ nè. Nhẹ nhàng êm ái nữa. À, tiền nào của đó mà. Bên đây cái tủ này, cái tủ này rẻ nè, 150 đô mà sale còn có 100 đô à. Nhưng mà đúng là cái độ kéo ra kéo vô của nó không tốt. Đây. Này này, chà, cái này là cái gì mà 800 đô sale còn 450 đô ta? Cái này là cái gì đây? Cocktail stand à. Cái này là cái bàn để giống như là đồ cocktail đồ này kia, bạn bè mà tới đó là để đồ cái bàn. Cái này tủ nhỏ nhỏ này gì đây? Cái gì? 419 đô mà sao còn 70 đô hả? Wow, cái này là gì đây? Cái này đựng cái gì ta? Có lý ha. Sale này, sale giá này quá dữ luôn nè. Cái này cũng là mấy cái bàn nhỏ nhỏ để cạnh. À, cái này cái bàn nữa nè. Cái này bàn kiến nè. Wow, cái này 800 đô, sale còn 470 đô. Cái này là 1.000 đô, cái dưới này nè, sale còn 500 đô. Cái đó là gì ta? À, cái bàn dài. Đây, còn đây, đây là giống như cái bàn ăn nè mọi người. Wow, cái bàn ăn đẹp ta. Đây các bạn, đây là những cái đồ mà để trang trí bỏ lên vòng vòng cái chỗ phòng khách mình vậy. À, cái này cái bình này nè, để trưng đồ chơi vậy đó. Nhà Mỹ người ta ưa trưng đồ vậy đó. Ước gì có cái nhà bự 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 để trưng đồ. Ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Ráng, cố gắng. Đó, đây nè. Vậy đó, nhưng mà cái người nào mà biết cái trang trí nhà, những cái đồ này người ta bỏ vô hả, là trang trí nhà đẹp luôn á, không phải giỡn đâu nha. Đó. Trời ơi, đánh trống đó hả? Trời đất ơi, sao biết cái này để đánh trống mà đi lại lấy tay ngồi đứng đánh trống mà? Ai chỉ con hả? Hả, ai chỉ con là cái này để đánh trống hả? Nói mẹ nghe coi. Đây, đằng đây là những cái bàn, những cái bàn ăn, ghế ngồi. À, chà, cái bàn này bàn này 600 đô, 12-13 triệu. Cái ghế này thì 100 đô một cái các bạn. Ghế này 100 đô một cái. Mềm. Đẹp ha, kiểu dáng cũng đẹp, cũng hài hòa ha.
Ước gì có nhà bự bự mua màu vàng cho đẹp đẹp chút. Đây còn như đây là những cái tủ mà để dựng trong phòng nè, tủ để quần áo các bạn. À, tủ này là một cái tủ, cái này là một cái set luôn nha, giống nhau đó. Này là tủ đựng quần áo nè, tủ này tủ cao nè, cũng muốn đựng đồ nè. Hãy chị đi. Trời ơi, con người phụ nữ của tôi, người con gái chứ lộn. À, I like this one. I like this one better. Nè, yeah. Con người con gái của cô ơi, người con gái của cô nay đi vô đây quậy đã, người con gái của cô ơi. Trời ơi, người con gái của cô kìa. Đã chưa? Kệ trong đây cho nó đi đâu cũng đi đi, chứ trong đây đâu có sao đâu. Đi đi con, đi đi, đi đi, đi khám phá đi con. Hái chị đi. Ủa, có bả rồi ớn không? Đây, cái bộ ghế này cũng đẹp nè mọi người. Honey. Cái này cũng được. What baby? Honey, all they got are bedroom sets. We're not gonna find the special one you're looking for. Cho chạy, let's chạy run. Go, go, run, 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 run baby, away. We're about something like this. I saw it. Đó, coi cho cô chú con nó kìa. Say hi. Honey. Hả? Vô đây là muốn nhà liền mọi người. Muốn nhà để mua đồ gì trang trí. Trang trí sản phẩm. Wow. I like this. That is pretty. Yeah. It's got the hangers right here. Tủ này nè. So you can hang stuff. Ừ, tủ này có thể để quần áo nè, có thể mang đồ. No effort. I think this is perfect for her room. You know how much? Good size. $600. Cái tủ này $600 là 12 triệu. I think that's good. Yeah. Because it's got the hangers. Yeah. It's got the hangers and. Phải chi mà ở bên bên cánh cửa bên này cũng có một cái đồ mát nữa, là ngon. À, rất là ngon. Nhiều. 900 mà sale còn 577 hả? Cái này Ngọc tính mua cho cái này Ngọc tính mua cho phòng của con Chay. Cho bỏ đồ cho nó. Cái này sao ta để suy nghĩ coi. Tắt máy video đứng suy nghĩ. Oh, drummer Jade. Bing 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 bing. Baby, you see the baby sitting the drums? JD. Bing 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 bing. Baby, that's a no. Yeah. Đó, coi chay có chính kiến nghe chưa có cô chú. Cô chú thấy chay có chính kiến nghe chưa. Chay vô chay biết lựa đồ lựa đạt rồi đó. Chữ chưa. Thấy con gấu trên bên đó, đồ con gấu rồi đó. Chay con muốn elephant không chay? Elephant nè. Muốn không? À mẹ đi. Oh baby. Nạc bự lắm. Nó đẹp luôn á. Baby, you said you wanted new pillows for the couch. Trời ơi, coi kìa. Trời đất ơi. Ít trời đất ơi, thấy chưa mẹ nói mà. Ginh về hả? Ginh về luôn hả? Cái con này nhiêu đây? Cái con này đây mẹ coi con này nhiêu tiền đây. Cái con này là $60. Con này $60 là không có tiền mua à. Mẹ hết tiền rồi. Thôi đi về, thôi đi. Đi, đi về con ơi, đi. Giỏi ghê chưa, mẹ nói đi về là đi về liền. Đúng rồi, mẹ đâu có tiền đâu, con đòi. Mẹ không có tiền mà con đòi là người ta cười mẹ đó. Mà con đòi ăn hóc cái người ta biết mẹ không có tiền là người ta cười mẹ đó, nghe chưa. Đi, đi về, đi, mẹ nắm tay mẹ về, đi. Nắm tay mẹ con mình về mà mốt mẹ có tiền là mẹ mua, mẹ đi làm có tiền mua cho con nha. Dạ đi. Giỏi. Đúng rồi. Đây nè, cuối cùng thì Ngọc mua cái tủ đồ này cho chay nè. Đây, tủ đồ này đây cô chú ơi. Cái tủ đồ này đã mở ra nè.
Đó, có 1, 2, 3. 1, 2, 3 là 6 ngăn thấy không? Ở đây có 1 ngăn. Đây có 1 ngăn. Dưới này có 1 ngăn. Dưới này có 1 ngăn. Đó, tủ đồ này. Cái tủ này là 899 đô. Cái giá ông lấy ông tiêu rồi. Tại vì mình mua là ông phải lấy giá ra, tại để không ai coi nữa. 899 đô mà sale còn 577 đô. Thuế nữa cũng 600. Là cỡ 13 triệu cái tủ này các bạn. Nhưng mà chay phải cần một cái tủ như vậy, chứ mấy cái tủ mà nhựa nhựa nhà nhìn thấy buồn quá. Được hả cô chú ha, mua cái tủ này cho chay có lý ha. Nãy giờ Ngọc 600 mấy, 600, 600 đô Ngọc đứng Ngọc cũng không có, Ngọc cũng phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cái này mà phải chi được giá 400 đô hay 300 mấy thì có lý. 600 cũng hơi nhiều tiền quá đối với Ngọc á. Nhưng mà thôi kệ, để cho nó có cái tủ đàng hoàng, cho cái phòng nhìn cho nó đàng hoàng, chứ phòng nhìn bừa bộn quá. À đây nè mọi người, bây giờ Ngọc thấy được cái tủ này ở ngoài nè. Cái khu này là khu không có sale nha mọi người. Bây giờ ấy da, cái khu không có sale. Thì đây nè, cái giá của nó lúc đầu á là 1600 đô, mà ở ngoài đây là không có sale á, là còn 900 đô nè. Mọi người biết tại sao cái mẫu của Ngọc mua cho chay mà bị sale không? Là tại vì là display model là có cái hàng mà hàng trưng mẫu á, người ta mở ra mở vô hoài cái cuối cùng sale. Nhưng mà cái này là cái hàng này hàng mới cứng luôn là không được sale nè. This is the whole bed set. À, cái này là nguyên cái bộ đi chung với nó luôn nè. Đây, còn bên đây là cái bàn ăn cao nè, bàn cao ngồi nè. Đó, rồi còn bên kia hồi nãy Ngọc với chồng Ngọc có mua hai cái để dựng trong phòng nữa, để quay cho tất cả mọi người cùng xem. Bữa nay đi nói chung là đi tới chỗ nào cũng có cái lý do của nó. Cái gì vậy? Hả? À các bạn biết cái này để làm gì không? Để ngồi trên ghế salon rồi gác mình chân mình lên đó. Đó, tại vì là ngồi vậy nè, đó. Ngồi vậy ha, ngồi ghế ha, cái gác cái chân mình lên vậy nè, đó. Cái đó là được, vậy là cái này là để đồ gác chân chứ không có gì hết. Hoặc là muốn mang giày, mang dép đồ gì có thể ngồi lên chỗ này mà mang giày. Hái chi đi. Hái chi đi. À, cái ghế salon này có hai cái thôi nè, thấy không? 1000 đô mà sale còn 600 đô nè. Mấy cái đồ mà nội thất trong nhà mắc dữ lắm. Đây để Ngọc đi dẫn mọi người đi, Ngọc quay cái tủ mà Ngọc chuẩn bị mua. Mang cái thiết kế ra mấy cái bàn này đẹp quá ta. Bàn này là 260 đô, là cỡ 6 triệu cái bàn này. À, mong mốt mà nếu mà nhà nhỏ mà có con đông các bạn, đây là cái giường mà giường đôi nè. Đó giường đôi đó, ví dụ đứa lớn ngủ trên, đứa nhỏ ngủ dưới. Con chay nãy nó leo lên cái bậc cầu thang luôn, thấy ghê không? Cái niệm sao? Cái niệm cũng êm dữ ta. Cái niệm này là 11 triệu cái niệm này. Ồ, 13 triệu chứ 11, 12, 13 triệu gì đó. Nguyên cái giường này là giá 1600 đô, sale còn 950 đô. Là sale còn nhiêu ta? Cũng 20 triệu á, nguyên cái này nè. Nguyên này 20 triệu. Đây nè, cái mà Ngọc thì Ngọc chỉ mọi người nha. Ngọc chỉ cái này Ngọc coi trên mạng Ngọc mới tới đây. Thì Ngọc để coi thử ở ngoài đời nó như thế nào. Thì đây là cái mà Ngọc coi trên mạng nè. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Cái này Ngọc coi trên mạng nè. How much is it usually? 100 bucks. For both? And throw in for 10 bucks? Yeah. Give me one second. Đó, mới đầu Ngọc với chồng Ngọc tính mua cái này với cái này để đựng đồ. Đó, nhưng mà qua vô á, cái Ngọc thấy á, biết sao Ngọc không thích gì không? Chồng Ngọc vô anh cũng không thích. Đó, kéo ra kéo vô á, nó không có cái con chạy. Không có cái con chạy nên nghe nó rít Ngọc không thích. Cái chồng Ngọc anh đi dọc hồi. Cái nó anh thích cái này. Đó, nó anh thích cái này nè mọi người. Cái này với cái này. Đó. Cái này đây, mở cửa ra nè. Động không? Đó, cái học này. Rồi mở ra được cái này nữa. Có thêm để đồ trong này nữa. Ở dưới đây cũng có một ngăn. Dưới đây cũng có một ngăn. Mọi người ơi, cái này là Ngọc đi, Ngọc quay cho mọi người coi, cho mọi người biết giá biết đồ nha, chứ không phải là Ngọc khoe của khoe đồ nha mọi người nha. Giờ có khoe hay không thì Ngọc cũng mua thôi, chứ Ngọc đâu có. Đây, bên đây cái tủ này cũng bự nè, thấy không? Ở đây có 1 2 3 ngăn nè, dưới đây có thêm 2 ngăn bự nữa nè. Đó là cái tủ đứng này đó, thì giá là 600 đô mà sale còn 479 đô.
Đó, còn cái tủ bên này á, rẻ hơn cái tủ bên này vậy mà rẻ hơn cái tủ cao. $500 sẽ còn $400, thấy không? Ngộ thường thường là tưởng cái tủ này sẽ mắc hơn cái tủ này chứ, mà ai ngờ cái tủ này mắc hơn tủ này. Mắc hơn cũng cả cái gì đó, $100 á. Let's go do our thing. Cái này tự nhiên cái chồng Mộc thấy hai con này đằng kia nói ông này bây giờ tôi mua quá trời đồ vậy, tự nhiên ông giảm giá cho tôi đi. Cái con này đó các bạn coi nè, cái giá ngày xưa đó là $160 một con, rồi sale còn $89.99, rồi ông nói thôi bây giờ tao bỏ vô, tao bỏ hai con này vô cho mày, thà còn $8.99 là từ cái giá mà 2 triệu xuống bán con này còn 200 ngàn. Ngọc Lan Ngọc hỏi ông ơi sao kỳ lạ vậy. Ngọc Lan Ngọc đặt dấu chấm hỏi liền, mặc dù bán rẻ nhưng mà Ngọc vẫn phải đặt khẩu chấm dấu chấm hỏi, nhưng hỏi lý do tại sao vậy, phải hỏi cho mình biết chứ. Giá gì mà tự nhiên mà từ 2 triệu mà xuống còn có 200 ngàn? Phải biết lý do chứ. Ông nói tại vì tao không nghĩ là hai con này tụi tao bán được cái giá, mà cái giá đó đâu nên thôi tụi mày mua quá trời, là tao bán cho tụi mày cái con này giá 8.99. Ngọc cũng nói chung Ngọc không có nhu cầu để mua hai con này, nhưng mà chồng Ngọc anh thích quá, anh nói kệ mua về để ngoài đường ngoài trời. Trời đất ơi, biết các bạn thấy không, nhà Ngọc chật quá rồi, Ngọc không có muốn mà mua mấy con này chi nữa, mà 8.99 200 ngàn hai con này. Thôi nói chung là baby I still cannot believe that it's alien. I have a big question mark. On what? Like I asked her if he can give me discount on all the furniture. He said not. The furniture, but this, yeah. Hồi nãy Ngọc hỏi ông á, my friend, tôi mua quá trời, tôi mua một lần ba cái vậy. This one or this one? This one. Tôi mua một lần ba cái vậy, ông có bớt tôi, my friend, ông có bớt tôi tiền không? Ông nói hả không. Thôi tao không bớt mày được trong bạc nào hết á. Cái này là đồ trong mày là vậy rồi hả, không bớt được. Vậy mà chỉ có cái con đó mà đi giảm từ 89.99 thì còn $89.99 sẽ giảm còn $8.99 là còn $9. Không thể nào tưởng tượng nổi. Các bạn thấy không? Cái thị trường buôn bán, cái thị trường kinh doanh đó, nó lạ quá, khó hiểu quá. Biết vậy nãy kêu hả, ổng bỏ vô mấy cái mà mình cần xài hơn. Tự nhiên ưng vậy đó, chồng Ngọc ưng vậy đó, tầm bậy tầm bạ vậy đó. Hai con đó y chồng Ngọc anh thích những cái con kỳ lân, con đồ này kia của người châu Á mình vậy đó. Anh thích những con, anh chồng Ngọc anh đặc biệt là anh rất thích những cái con tỳ hưu. Anh thích những con tỳ hưu, những con lân, con đồ mà chạm trổ khác rồi vậy đó. Nhưng mà những cái con đó mua, nếu mà đi ra chợ Bến Thành chỗ này kia, nếu mà những con đó mà đi mua rất là dễ bị lầm. Là hồi bữa Ngọc đi ngoài dọc đường ở trên đường quận 12 đi về Việt Nam, đi dọc đường Ngọc với chồng Ngọc đi chia kế nhau, có một cái bác kia ngồi ngoài đường á, ngồi ngoài lề đường á, bỏ những cái con đó ra bán. Cái Ngọc dừng lại, chồng Ngọc thích cái anh dừng lại, cái Ngọc hỏi chú con này nhiêu vậy chú. Cái ông đó, chú đó, ông nhìn chồng Ngọc, ông nói 2.5 triệu. Ông nói cặp này 2.5 triệu. Cái Ngọc nói cái gì dữ chú. Cái ổng nói, ủa cái ông đó lại gì của cô vậy? Con nói chồng con đó. Cái ông nói vậy hả, thôi bán cô hai con này 800. cái Ngọc nói dạ thôi chú ơi, con tụi con chỉ hỏi chơi vậy thôi. Mà chỉ mặc dù chồng Ngọc anh cũng biết đó, nhưng mà anh bảo đi kế bên, ông nói thôi, anh nói thôi. Hai con này không có giá 800 đâu, bữa nay tao dẫn mày đi mua. Hai con này 500. Đó, thì hôm nay Ngọc dẫn tất cả mọi người đi một vòng cho thấy cái nội thất ở Mỹ bán đồ nha các bạn. Đồ giảm giá rất là nhiều, rồi được nói chung là được good deal, có nghĩa là được giá tốt á. Đó, coi hai cha con rồi bây giờ là chỉ ngồi chờ. Bây giờ Ngọc với chồng Ngọc sẽ đi về, rồi vài ngày sau người ta sẽ deliver, gửi hàng về tới nhà. Cái tiền mà vận chuyển là $110 là người ta chở tới rồi người ta ráp cho mình luôn. Là $110 là 2.5 triệu á. Cái tiền mà vận chuyển của người ta vận chuyển tới nhà mình, chứ bây giờ mình mướn xe rồi mình tới mình chở nữa thì thời gian đâu, rồi ai đâu làm. Nên thôi phải trả tiền cho người ta vận chuyển cho mình. Ở Mỹ là vậy đó, thường thường là phải vậy, phải trả tiền cho người ta vận chuyển, chứ mình không có đầy đủ cái xe, mình không có xe nè, mình không có thời gian, mình không có người để phụ mình nữa, nên mình phải làm như vậy. Thì
Đó, cái ông đó là bây giờ ông đang gối đem hai cái con lân á, con kỳ lân qua cho mình á. Thank you. Thank you, folks. Yeah. It was your good day, right? That was a good day. At the end of the day. Yeah, you guys are great. Thank you. What's your name? Mark. Mark. Yeah, just come back and see me. Thank you. Đó, đây các bạn thấy nguyên set của phòng ngủ không? Cái có cái tủ cao nè, cái giường cũng giống luôn nè. Đó, cái này cũng giống nữa nè. Đó, cái này là cũng là set phòng ngủ luôn nè. JD wouldn't be able to open those, she wouldn't know how. This is just the last thing we need. Chồng Ngọc anh nói là đây là cái mà thứ cuối cùng mà căn nhà mình cần nè. Để dựng mấy cái bức tường, bức đồ, bức ấy của đồ mà cái này mắc quá. Cái tủ này thì cái tủ này mắc thì Ngọc ngán tiền, Ngọc chưa dám mua á. Các bạn biết cái tủ đứng này là bao nhiêu tiền không? 900 đô, 20 triệu. 20 triệu cái tủ đứng này. Ngọc thấy hôi mắc quá. Để từ từ có cái nhà rồi này kia nọ rồi để dành để dụm tiền, chứ còn cái tủ này bao nhiêu là mắc quá. Chịu không nổi luôn á. Còn bữa nay sao Ngọc than nhiều dữ vậy ta ha cha. Okay. Ha mọi người ha, thôi đi về đi. Đi cháy, đi cháy. Đi con, đi con. Gì vậy? Mỗi chân à hả? Muốn mẹ bồng không? Muốn mẹ bồng con không? Con mỗi chân không? Muốn mẹ bồng không? Hồi nãy giờ là Ngọc nói chung là Ngọc nói quá nhiều rồi đó. Thì hy vọng là các bạn đã thấy được một chút gì đó sơn nét về những cái đồ nội thất ở Mỹ nha. Với lại giá cả bên này sao nữa. Thì chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Ngọc rất là gọi là excited, rất là vui về cái những cái gì mà Ngọc với lại chồng Ngọc mới vừa mua được. Dây, con bye bye cô chú đi dây. Bye bye. Ủa qua cô chú đi con. Thương má. Mẹ mua cho con cái tủ đồ mới vậy á. Con thích không? Để mong mốt mình quay cho bà cố coi. Nãy quay cho cố coi rồi đó cố. Mua cái bà cố bơ ở nhà Ngọc vẫn cứ vậy đó. Bà nói con phải mua cho em cái tủ đồ. Cái tủ đồ gì của em nhìn tội nghiệp quá đi. Con mua cái tủ đồ của em á hả, bằng nhựa nhìn tội nghiệp quá đi. Con phải mua cho em cái tủ đồ mới. Rồi đó con mua rồi đó cố. Cố thấy cái tủ đồ đó làm sao. Con tìm hết ga hết số rồi. Không có cái tủ đồ mà bà hai nói. Khó kiếm cái tủ đồ đó lắm. Mà cái tủ đồ nãy con quay là được phải không? Được hay không ai gọi điện thoại cho con biết nha. Rồi chào tạm biệt, tất cả mọi người.